tầng thác nào thì ta sẽ không thể tiến cái bậc thang kế tiếp. Tiếc nuối, hãnh diện tự hào với những thành quả trong quá khứ thì ta cũng sẽ đánh mất tương lai. Hãy nhìn về hướng mặt trời, ta sẽ xua đi những bóng đêm tăm tối. Hãy hướng về những trách nhiệm trong tương lai còn nhiều vô số, để ta không thỏa mãn với những thành quả hiện tại. Hãy còn sống thì phải làm, hãy còn sống thì phải tiếp tục học, hãy còn sống thì hãy phát nguyện là người đóng góp những điều hay và lẽ phải. Muốn như thế thì những gì chưa làm ta phải nêu quyết tâm đã làm. Những điều làm rồi đừng nên nhớ nữa, dầu là thành quả rất tốt, ta đừng nhớ những thành quả, ta hãy nhớ những thất bại để ta không ngủ quên trên chiến thắng. Nhớ thành quả ta sẽ không phấn đấu, nhớ những điều chưa làm được ta sẽ trở thành là cái người đạt được vô số những điều hay. Mà muốn làm như vậy phải mạnh dạn, phải trung thực, phải thừa nhận cái gì ta chưa làm xong. Muốn như thế, mỗi cháu phải tạo cho mình một cái quyển sổ nhật ký ghi lại những điều mà ngày hôm nay ta chưa làm xong để phấn đấu làm thật là tốt. Những điều gì trong quá khứ, trong ngày hôm qua, trong tháng trước, trong năm ngoái ta còn bị dướng và phải thì phải nêu quyết tâm thật là tốt, phải làm dứt điểm trong thời gian sớm nhất có thể làm được. Đừng chần chừ, đừng hứa hẹn, đừng quỵt, đừng có thất hứa với chính những thành công của mình. Bây giờ các cháu hãy phát nguyện theo thầy. Tôi xin phát nguyện không tiếc nuối những gì đã mất, không thỏa mãn những thành quả đã qua, quyết tâm làm được những điều chưa làm. Hãy dành tràng vỗ tay thật lớn cho nỗ lực với quyết tâm lớn này. Lời khuyên thứ 9, đừng tập thói quen trì hoãn công việc. Hãy làm những gì cần làm đúng lúc và phải làm dứt khoát. Đây là thói quen ta trở thành một người mẫu mực. Muốn làm được như thế, các cháu và các con tự viết cho mình một cái thời gian biểu. Sáng 5 giờ phải thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân tập thể dục tối thiểu là nửa giờ, sau đó ăn sáng, ôn bài tập, đến trường đúng giờ, học nghiêm túc, không nói chuyện, không giỡn, không chê, không bỏ học ở trong trường lớp. Về nhà là đi thẳng về thẳng, không ghé các cái tiệm internet, không ghé những cái khu vui chơi. Khi nào nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần được cha mẹ cho phép, cha mẹ dẫn đi thì ta mới đi. Về nhà ôn bài, học tập, chiều chơi thể thao, và tối trước khi đi ngủ cũng tiếp tục học bài. Đó là một thời gian biểu khá lý tưởng cho tuổi trẻ của chúng ta. Còn người lớn thì cũng phải tự tạo cho mình một cái thời gian biểu thích hợp. Đừng trì hoãn giờ nào việc đó. Ngay cái giờ tập thể dục thì ta không nên ăn, ngay cái giờ ăn thì ta không nên xem, ngay cái giờ giải trí thì không nên làm những việc khác. Giờ nào việc đó ta sẽ tập cho mình một cái thói quen rất là nghiêm túc. Tất cả các cháu ở đây có lẽ là chưa biết đến nhân vật triết gia Kant của Đức, là một nhân vật rất là nổi tiếng. Ông được xem như là một cái chiếc đồng hồ sống, bởi vì giờ giấc của ông nếu có sai nó chỉ có vài giây thôi, chứ chưa bao giờ sai số quá một phút. Ví dụ mỗi ngày ông đi bách bộ khoảng 15 cây số, đến cái ngôi nhà A lúc đó là nó đúng 8:10, nhà B là 8:10 là 15 giây, nhà C là thêm bao nhiêu giây nữa. Còn người ta cứ xem ông như là một chiếc đồng hồ, mỗi lần nhìn thấy ông đi qua là biết cái giờ đó đã đến để người ta làm việc. Các chú gà gái sáng cũng để báo thức và trở thành là cái người giúp đỡ cho tất cả mọi lĩnh vực trong xã hội đi vào công việc. Ta cũng nên trở thành là nhân vật triết gia Kant như thế, phải tự trở thành đồng hồ sống cho chính bản thân mình. Rất nhiều cháu còn nhỏ ỷ lại vào tình thương của cha mẹ, sáng phải để cha mẹ phải nhắc, phải dở, phải kêu gọi, thậm chí phải lấy cây
đòn đó đánh vào thân thể mình mới ngồi dậy. Chuông báo thức reng 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 mà không áp phê gì. Vì như thế là ta quá thiếu trách nhiệm với bản thân, ý là về tình thương ta trở thành một cái người chẳng đáng là một con người học trò gì cả. Cho nên phải làm đúng giờ đúng giấc, không trì hoãn gì hết. Ta phải phấn đấu học lớp 12 là ở tuổi 18, đừng để lưu ban. Năm nào là lớp đó, công việc gì giao phó là phải thành công. Làm được như thế, ta tạo dựng uy tín cho mình khi còn nhỏ. Cái gì cũng trở thành một thói quen. Thói quen này là một thói quen tốt, thì lớn lên á, ta được bao nhiêu người tin tưởng giao phó cho các trọng trách có ý nghĩa. Cho nên không nên trì hoãn bất cứ một công việc gì. Phương Tây dạy chúng ta một lời khuyên: đừng nên để lại ngày mai những gì các bạn có thể làm được hôm nay. Năng lực của tuổi trẻ là vô cùng cực, không có hạn lượng. Ta có thể làm gấp 5, gấp 6 những thế hệ cha ông của chúng ta đi trước. Như một cái câu nói của người xưa là sống sau để sống trước. Cứ mỗi một thế hệ trôi qua thì những người đi sau sẽ giỏi hơn những người đi trước. Là bởi vì theo đạo Phật, sau khi con người chết không mất, các kiến thức trong các lĩnh vực ngành nghề được lưu giữ lại với các dạng thức năng lượng. Cho nên khi tái sanh, sanh ra một bé nam hay là bé nữ, các kiến thức đó vẫn còn được giữ lại. Do đó mới tạo ra các hiện tượng thần đồng, thiên tài, nhân tài trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu chết rồi là hết, tất cả cái đó nó sẽ toàn là bằng nhau. Còn lần này đó, rất nhiều bậc thiên tài, nhân tài sanh ra trong một gia đình mà cha mẹ ruột của họ không hề có kiến thức gì cả. Và hãy nhớ điều này để chúng ta làm những điều hay, những điều tốt, học hỏi những điều hay, kiến thức giỏi. Cái đó nó theo chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác mà không nên trì hoãn. Ngày càng tốt, ngày càng hay thì chúng ta sẽ trở thành là những người rất là xứng đáng. Bây giờ hãy phát nguyện theo thầy: tôi xin phát nguyện làm dứt điểm những điều dở dang, bây giờ biết làm, không cho phép mình trì hoãn công việc. Đó là một sự quyết tâm hay. Làm được như thế thì ta sẽ thành công. Và thành công làm cái gì đó hết sức là dễ dàng nếu ta sống với thái độ và nguyên lý hành động này. Xin dành tràng pháo tay để tự khen mình. Lời khuyên cuối cùng: hãy yêu thương tất cả mọi người, dù đó là kẻ thù của con. Phải biết im lặng đúng chỗ và phải học tha thứ. Lời khuyên này gồm có 3 vế. Vế thứ nhất, nó là một sự cảm thông đối với những người xấu và thậm chí là kẻ thù của mình. Thương người tốt, thương cha, kính mẹ, người thân và những người giúp đỡ mình thì rất là dễ, vì cái mối đồng cảm và biết ơn của chúng ta. Còn thương những kẻ xấu rất là khó, nhất là những kẻ hại mình. Tại sao Đức Phật lại khuyên chúng ta thương những kẻ xấu? Là bởi vì người xấu là nạn nhân của lòng tham, lòng sân, lòng si, do vì vô minh chi phối. Đặt mình vào một hoàn cảnh trở thành người xấu như thế, ta bị biết bao nhiêu người trong cuộc đời này xa lánh, quyền rủa, luật pháp nghiêm trị. Và do vậy tạo ra mối đồng cảm để ta có dịp và có cơ hội giúp đỡ cho những người đó vượt qua. Dĩ nhiên ta phải nhớ một điều: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vì cái tính cách bị tạp nhiễm nó làm cho chúng ta phải hết sức thận trọng. Đừng quá anh hùng rơm khi mình chưa có năng lực, không bị nhiễm đắm bởi những người xấu khi giao lưu tiếp xúc với họ. Còn nếu ta thật sự là kim cương, là vàng, không bị tạp nhiễm bởi những cái chất độc khác, không bị tạp nhiễm bởi những loại kim loại khác, thì việc gần gũi với những người xấu sẽ giúp cho ta có được một cơ hội gieo hạt giống nhân từ và đức độ để giúp cho những người đó trở thành người tốt trong tương lai. Và cái lời phát nguyện này sẽ giúp cho chúng ta trở thành cái người biết tha thứ.